Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Ngân hàng. Thưa quý vị, năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cho vay tín chấp. Có thể nói trong bối cảnh tài sản đảm bảo không có hoặc không đủ thì vay tín chấp được xem như chiếc phao cứu sinh, hỗ trợ kịp thời nguồn vốn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, chủ trương đã có, nhưng thực tế việc triển khai diễn ra tính đến nay vẫn chưa thực sự hiệu quả. Vậy nguyên nhân nào cản trở doanh nghiệp cũng như giải pháp nào để có thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hình thức vay tín chấp dễ dàng hơn? Tất cả câu trả lời sẽ có trong chuyên đề Tạp chí Ngân hàng với chủ đề Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 8, đẩy mạnh vay tín chấp. Mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi ghi nhận của chúng tôi về khó khăn trong việc vay tín chấp tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với lịch sử hoạt động trên 10 năm, dòng tiền luôn ổn định và có lợi nhuận trong nhiều năm liên tiếp, cũng như có lượng khách hàng tiềm năng lâu dài. Thế nhưng doanh nghiệp này cũng chỉ mới được tiếp cận hình thức vay vốn tín chấp một năm vừa qua. Thì cái vấn đề vay tín chấp á, thì cũng là tôi đã được sử dụng được khoảng một năm nay rồi. Thì cái việc mà cái ngân hàng hiện tại á, họ hỗ trợ cho chúng tôi những cái chính sách rất là tốt, cả về thế chấp và tín chấp. Thì cái tín chấp thì tôi khai thác được khoảng gần một năm. Thì chúng tôi thì có những khách hàng đã làm việc với chúng tôi cũng bắt đầu từ thời điểm bắt đầu công ty là thành lập tới tận bây giờ vẫn là những khách hàng trung thành. Thì doanh nghiệp đối với các ngân hàng thì những doanh nghiệp, những công ty khách hàng như vậy thì họ hầu như là họ sẽ duyệt cho chúng tôi những cái hợp đồng về mặt tín chấp. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp quy mô nhỏ khác thì vẫn chưa tiếp cận được với hình thức vay tín chấp, bởi hiện nay điều kiện vay tín chấp là vô cùng khó khăn. Để đáp ứng điều kiện tín dụng của ngân hàng, các doanh nghiệp phải vất vả để đáp ứng vô số các yêu cầu từ phía ngân hàng như hóa đơn đầu ra cùng hợp đồng, chứng minh giao dịch đầu vào, đầu ra đầy đủ, phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền ổn định, kinh doanh có lãi liên tục. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì các doanh nghiệp này vẫn chưa được giải ngân. Chẳng hạn như là người ta phải hoạt động có lãi 3 năm liền, rồi phương án hoạt động có dòng tiền có thể trả được, thanh toán được lãi, thanh toán được nợ, vân vân. Ta đặt ra những vấn đề mà chính những vấn đề đó lại là những vấn đề gây go. Mặc dù chính phủ cũng có quan tâm và cũng có những chủ trương và thúc đẩy các cái ngân hàng thương mại để cho các cái doanh nghiệp vay theo dạng tín chấp, nhưng thực tế đến hiện nay như là doanh nghiệp của chúng tôi thì chưa hề được tiếp cận cái hình thức này. Mặc dù trong suốt hơn 10 năm thì tất cả các cái khoản vay cũng như đáo nợ và thanh toán đều đầy đủ và chưa bao giờ tức là quá trễ hạn. 70% các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng. Chỉ 30% là ít hoặc không vay. Chính vì thế, các doanh nghiệp phải vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả những nguồn vay lãi suất cao khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn là điều không tránh khỏi. Nếu doanh nghiệp nhiều và nhỏ hầu như họ ngoài ra không vay được ngân hàng, họ chỉ thông qua vay bạn bè và là vay cái tín dụng lên ở ngoài để giải quyết khó khăn. Cho nên nhiều doanh nghiệp vì khi ví dụ có những tại vì do lãi tín dụng vay quá cao, cho nên nhiều khi nhiều doanh nghiệp có chứng mệnh lọt vô có bẫy, cho nên khi mà vay rồi thì không trả được nợ, thì khi số lợi nhuận làm được không đủ trả nợ, cuối cùng doanh nghiệp phải là phá sản luôn cũng có. Vấn đề cho vay tín chấp được đề cập từ nhiều năm nay, nhưng dường như những doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó với hình thức cho vay này. Đây là bài toán luôn cần có lời giải. Còn theo phản hồi từ phía các tổ chức tín dụng, nguyên nhân khiến họ từ chối doanh nghiệp do đánh giá tín nhiệm đối với doanh nghiệp chưa được cao, khi các hồ sơ về tài chính chưa được minh bạch và lịch sử dòng tiền không rõ ràng. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, dù rất thiếu vốn nhưng hiện chỉ khoảng 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được tín dụng ngân hàng và các quỹ hỗ trợ của nhà nước. Nguyên nhân các ngân hàng chưa gật đầu cho vay là do đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp thấp nên không dám mạo hiểm giải ngân nhằm tránh phát sinh nợ xấu. Đại diện nhiều ngân hàng cho rằng, khó khăn lớn nhất khi xét duyệt hồ sơ vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa là phần lớn doanh nghiệp còn thiếu minh bạch, báo cáo tài chính chưa được quan tâm dẫn đến dữ liệu, số liệu phản ánh chưa chính xác, chưa được kiểm toán nên thiếu tin cậy. Tôi nhận thấy có một số khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn. Thứ nhất là cái sự minh bạch về thông tin về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì nhiều doanh nghiệp cũng chưa thực sự cung cấp đầy đủ các cái thông tin cho ngân hàng khi mà tiếp cận vay vốn. Thứ hai là về tài sản đảm bảo. Thì như các quý vị biết thì các doanh nghiệp nhỏ vừa nhiều khi cũng thiếu và chưa đủ tài sản khi mà tham gia lập phương án vay các ngân hàng, và cái việc tính khả thi của phương án vay vốn
thì các doanh nghiệp cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lập các cái phương án kinh doanh, các cái dự án vay vốn để mà nộp hồ sơ vay ngân hàng. Theo các chuyên gia, thiếu minh bạch là do các doanh nghiệp thiếu kiến thức tài chính, báo cáo của doanh nghiệp không thể hiện được toàn bộ hoạt động của mình, không đầy đủ hóa đơn, không rõ ràng về mục đích sử dụng vốn vay. Vì thế, ngân hàng không biết được dòng tiền của doanh nghiệp đi đâu, về đâu nên không có cơ sở để cho vay. Cái lý do cơ bản nhất thì tôi vẫn nghĩ là tính minh bạch. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là cái tính minh bạch. Với các anh chị chủ doanh nghiệp chưa có kiến thức tài chính tốt, chưa có kiến thức kế toán tốt, cho nên anh chưa xây dựng ra được một cái công ty minh bạch. Làm cho khi mà ngân hàng họ vào, họ không biết làm thế nào, mặc dù mô hình kinh doanh ấy khả thi, mô hình kinh doanh ấy tốt, họ nhìn thấy nó tốt, nhưng mà hồ sơ sở sách nó không tốt. Và đấy là lý do rất là căn bản để dẫn đến câu chuyện là kể cả có giải pháp tháo gỡ về chính sách, kể cả ngân hàng đã có những cái gói ưu đãi về vay gọi là không tài sản đảm bảo, nhưng cái hồ sơ pháp lý nó lại không phù hợp, chính vì thế cho nên không giải ngân được. Tôi nghĩ là cần phải có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là rất quan trọng, chính là doanh nghiệp phải minh bạch, đặc biệt là minh bạch hóa về thông tin về tài chính, về hoạt động của doanh nghiệp, cũng như là về mục đích sử dụng vốn vay, và đặc biệt phải có cái phương án kinh doanh khả thi thì ngân hàng người ta mới cho vay được và mới phân tích được cái hoạt động hiệu quả của dự án đó, doanh nghiệp đó. Và đó chính là cái ta gọi là cho vay theo dòng tiền, dựa trên dòng tiền chứ không phải là tài sản thế chấp. Nhưng mà nếu như những thông tin đó mà thiếu chính xác, mà thiếu đầy đủ, thì rõ ràng ngân hàng không thể cho vay tín chấp được. Theo luật sư Nguyễn Minh Anh, rào cản không chỉ đến từ sự thiếu minh bạch của doanh nghiệp, mà giải pháp vay vốn tín chấp còn làm tăng tỷ lệ nợ xấu ngân hàng và tạo điều kiện cho những khoản vay không minh bạch, sai mục đích xảy ra tại các ngân hàng gây ảnh hưởng nền kinh tế. Thực tế cho thấy rằng là nếu mà cứ tiếp tục tiến hành cái việc là cho vay tín chấp thì cái tỷ lệ nợ xấu rất cao, hoặc là đôi khi có những cái hoạt động lợi ích nhóm trong cái việc vay tín chấp. Không loại trừ rằng là những cái nhân viên tín dụng hoặc là những cái người quản lý ở các ngân hàng có thể là cho những cái người quen, người thân hoặc là những cái người mà có mối quan hệ liên quan để vay tín chấp, thì ai kiểm soát cái việc đấy, và đôi khi đây gây thiệt hại cho các cổ đông của ngân hàng, gây thiệt hại cho các nền kinh tế nói chung. Thế thì đối với những cái trường hợp mà khi họ đẩy ra những cái công ty tài chính, thì thực tế cho rằng là các hoạt động tín chấp thì đa phần nên để ở những khoản vay rất là nhỏ thôi. Khoản vay nhỏ có giá thông thường từ dưới 100 triệu trở xuống. Để giải quyết vấn đề vốn, nhiều chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng cho rằng giải pháp căn cơ là cần có một đơn vị kiểm toán của nhà nước đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, mọi giao dịch về hàng hóa, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp phải thể hiện bằng hợp đồng, hóa đơn, chứng từ mua bán. Khi đó, ngân hàng mới có cơ sở để cho vay không cần tài sản bảo đảm. Trước những khó khăn về việc chứng minh hồ sơ tài chính cũng như lịch sử dòng tiền mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải trong suốt quá trình tiếp cận với hình thức vay tín chấp, từ kinh nghiệm thực tế, các chuyên gia cho rằng nên có một cuộc cách mạng về ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để các tổ chức tín dụng có thể đánh giá một cách hiệu quả và thực tế hơn. Từ kinh nghiệm quốc tế, các chuyên gia cho rằng Việt Nam nên có một cuộc cách mạng công nghệ thông tin, kiểm soát các hoạt động giao dịch của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi đó, các tổ chức tín dụng có thể nắm được một cách chi tiết hơn về dòng tiền của doanh nghiệp, cũng như việc xác định giá trị của doanh nghiệp được chính xác hơn. Qua đó, việc đánh giá cấp tín dụng trở nên khả thi hơn. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ thông tin sẽ giúp các tổ chức tín dụng nâng cao tính minh bạch và an toàn hệ thống, giảm thiểu được những rủi ro phát sinh. Cần đưa một cuộc cách mạng công nghệ vào với cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, để khi đó giá trị doanh nghiệp được xác định theo thời gian thực, thì khi đó cái việc ngân hàng kiểm soát tốt được hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp và không có thể modify cái sổ sách hoạt động, thì lúc đó cái việc vốn nó sẽ là cái bài toán rất dễ và nó giải tỏa được hết tất cả các cái khâu, các cái định chế tài chính đều rất dễ dàng tiếp cận và cho vay và không vi phạm vào các cái luật hiện có như bây giờ. Chúng ta thấy rằng là không chỉ tại Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới hiện nay đã áp dụng rất nhiều về cái công nghệ vào trong các hoạt động cho vay, để làm sao đó mà khi mà ngân hàng họ nắm được các cái thông tin, các cái dữ liệu, các cái giao dịch trong quá khứ, cũng như là những cái cam kết của khách hàng trong những, không chỉ là trong cái hoạt động vay vốn giữa doanh nghiệp với là ngân hàng, mà nó còn liên quan với cái câu chuyện là những cái thông tin, những cái lịch sử giao dịch cũng như cái quá trình kinh doanh của cái doanh nghiệp đó. Khi mà doanh nghiệp họ nắm, khi mà phía ngân hàng họ nắm càng nhiều thông tin có liên quan tới cái hoạt động
tức là lịch sử giao dịch của các cái ngân hàng đó, đó thì ngân hàng hoàn toàn đủ tự tin để mà tiến hành các hoạt động cho vay và dựa trên cái cơ sở là tín chấp. Họ phải coi như là ứng dụng nhanh những cái công nghệ 4.0 như Big Data để họ phân tích về khách hàng, rồi nhận diện những hành vi của khách hàng hoặc là chấm điểm xếp hạng rủi ro của khách hàng nó cũng nhanh hơn. Thì cái việc mà ra quyết định cho vay hoặc là tiếp cận tín dụng nó sẽ tốt hơn. Nếu như sử dụng công nghệ 4.0 như các cái sáng tạo của fintech, người ta đưa ra các giải pháp platform cho cái câu chuyện và thu thập khoảng mấy nghìn dữ liệu để xác định được cái hành vi của một cái doanh nghiệp nhỏ vừa chấm điểm xếp hạng, thì có thể sẵn sàng kết nối được cái nhu cầu tín dụng tại một cái thời điểm thích hợp của họ và cho vay ra bằng cách là chủ yếu là sẽ nâng cao khả năng cho vay tín chấp. Theo các chuyên gia, ngoài việc nên có một cuộc cách mạng công nghệ thông tin từ phía các tổ chức tín dụng, thì các doanh nghiệp cũng nên chuyên nghiệp minh bạch hóa các thông tin tài chính của mình để ngân hàng có thể dễ dàng tiếp cận hơn, vì ngân hàng là một định chế tài chính hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng, cũng như có quy định về pháp lý riêng đảm bảo nguồn vốn của mình. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ thêm về những hình thức để huy động vốn khác cho doanh nghiệp như tăng vốn hay hình thức quỹ hưu trí tự nguyện. Tới đây là các cái chiến lược tái cấu trúc lại thị trường vốn tài chính, thì bản thân chính phủ cũng đang dần hình thành cái đề án tái cấu trúc, và rõ ràng là chúng ta phải đi sâu vào thị trường vốn cho doanh nghiệp, đó là cổ phiếu và trái phiếu, và hình thành ra được cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thì muốn hình thành ra thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì có phải có rất nhiều thứ, như trong đó trên các nước trên thế giới thì họ bắt đầu bằng cái quỹ hưu trí tự nguyện. Và cái quỹ hưu trí tự nguyện chính là cái nguồn dẫn vốn rất lớn vào trái phiếu doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng cần sớm có một cái khung pháp lý cho cái quỹ hưu trí tự nguyện này nó được hoạt động ở Việt Nam, và nguồn lực doanh nghiệp tư nhân, nguồn tiền trong dân họ sẽ tham gia vào quỹ này. Thì từ đó các cái quỹ họ sẽ bơm vốn vào, họ mua trái phiếu doanh nghiệp và mua cổ phiếu của doanh nghiệp, thì lúc đó cái kênh dẫn vốn nó sẽ tốt hơn. Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ thì nên huy động vốn bằng hình thức là tăng vốn. Đầu tiên là tăng vốn cho các cổ đông hiện hữu, các thành viên công ty hiện hữu. Ngoài ra nếu trong trường hợp mà đã huy động rồi mà không được thì có thể là bằng hình thức là chào bán cho bên ngoài, có thể huy động thêm các cổ đông, các thành viên bên ngoài để mà giúp cho cái việc tăng vốn có một cách có hiệu quả. Nhưng cái vấn đề tăng vốn nó chỉ là một chuyện sau khi mà anh đã thực thi việc quản lý doanh nghiệp của anh có hiệu quả, quản lý về dòng tiền, quản lý về doanh nghiệp thực sự có hiệu quả, thì anh mới nên đặt những bài toán tăng vốn. Còn nếu mà anh chưa thực thi được cái việc đấy, việc tăng vốn, thì theo tôi nó cũng có thể là bị coi là ném tiền qua cửa sổ. Theo các chuyên gia, trước khi doanh nghiệp muốn tăng vốn theo hình thức vay tín chấp hay bất kỳ hình thức nào khác thì cũng nên minh bạch hóa cũng như chuẩn hóa các hồ sơ của mình để có thể đầy đủ về mặt pháp lý, cũng như tạo niềm tin với ngân hàng và các cá nhân tổ chức khác. Đến đây chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục về đề tài về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các chuyên đề tiếp theo. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.